mệt nhoài của em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Vâng, ở xung quanh chúng ta còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, số phận kém may mắn cần được xã hội quan tâm, giúp đỡ. Đó cũng là nội dung của bài hát Đứa bé sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang do các em học sinh khối 6 thể hiện. Kính mời các thầy cô giáo cùng các em thưởng thức.